Vì chồng bị sát hại dã man, nên người phụ nữ phải sống một cuộc sống khó khăn. Một lần tình cờ, cô phát hiện camera bảo mẫu trong nhà quay được một gương mặt quen thuộc. Cô lập tức kinh ngạc không nói lên lời. Người đã chết vì sao lại khỏe mạnh xuất hiện? Con gái còn quá nhỏ tuổi, không hỏi được thông tin hữu dụng nào. Cô lục tủ quần áo lên. Chiếc sơ mi màu xanh lá của chồng quả nhiên không ở đó. Lúc bình thường cô đi làm, bảo mẫu Isabella ở nhà chăm sóc con. Thế nên cô lập tức tìm Isabella đối chất. Không ngờ Isabella lại đột ngột làm loạn. Sau khi xịt hơi cay vào mặt cô thì co giò bỏ chạy. Sau khi định thần lại, cô gọi thanh tra phụ trách điều tra vụ án của chồng mình đến. Vốn muốn cho đối phương xem đoạn video đó. Kết quả thẻ nhớ lại không cánh mà bay. 80% là đã bị Isabella cầm đi rồi. Không có bằng chứng đáng kể, cô chỉ đành mô tả bằng lời nói. Thanh tra Kias cho rằng cô quá đau lòng nên xuất hiện ảo giác. Người chết sao có thể sống lại được? Nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại không giống như đang đùa. Thế nên hai người đã ngồi xuống, bàn lại tình huống hôm xảy ra vụ án. Căn cứ vào khẩu cung mà cô cung cấp, có hai thanh niên đeo mặt nạ, lái xe mô tô đi dạo trong công viên. Sau đó dừng lại trước mặt cô. Một người trong số đó nắm lấy túi của cô. Cô không chịu thả tay ra. Kết quả bị đẩy ngã một cách hung bạo. Sau khi hai tên đó thành công lại quay sang cướp ví tiền của chồng cô, Joe. Sau đó mấy tiếng súng vang lên. Đợi đến khi cô lao đến, Joe đã ngã trên đất không dậy được. Không nhìn rõ ngoại hình của hai tên đeo mặt nạ. Cô chỉ nhớ một tên trong đó đi giày thể thao Nike màu đỏ. Súng là loại Glock 17, đường kính 9mm. Cô xuất thân là quân nhân, từng dùng loại súng lục đó. Cho nên vừa nhìn đã nhận ra, trong nhà bây giờ cũng có để một vài khẩu. Tủ bị khóa, chỉ có cô và Joe mới có thể mở ra được. Có điều có một khẩu súng lục là không khóa. Mẫu mã giống với khẩu đã sát hại Joe. Theo như quy định, Kias phải mang nó về kiểm tra. Nói là quy định nhưng thực chất là nghi ngờ cô. Không thể điều tra ra được người thanh niên. Bây giờ lại nhảy ra chuyện Joe chết đi sống lại. Cùng lúc đó, Maya nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Lúc nhận thi thể, cô không đi mà là mẹ chồng đi. Cô gọi điện thoại hỏi, mẹ chồng vô cùng chắc chắn đó là thi thể của Joe. Nếu bên chỗ mẹ chồng không có vấn đề, vậy thì chỉ có thể đi tìm Isabella. Trước hết, cô để con ở nhà chị gái Claire. Nói ra thì cũng rất thảm thương. Chị gái Claire bị sát hại dã man. Bây giờ chồng cũng lại xảy ra chuyện tương tự. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho con, cô lao thẳng đến nhà Isabella. Gõ cửa không có ai trả lời. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy Isabella đang ở nhà, nhưng lại không chịu trả lời cô. Cưỡng ép phá cửa thì có hơi không thỏa đáng. Mà ép quá, Isabella càng không thành thật trả lời. Vẫn nên từ từ trước rồi hãy nói. Đồng nghiệp đã hẹn hôm nay đến nhà cô tụ họp. Đúng lúc mượn cơ hội này để khiến cô thoát khỏi bóng đen tâm lý. Giữa buổi tiệc, mẹ chồng gọi điện thoại đến. Isabella đang ở chỗ mẹ chồng. Nói là không làm việc cho cô nữa. Cô không kịp giải thích, bảo mẹ chồng nhất định phải giữ người lại. Maya vừa đến cửa đã nhìn thấy Isabella rời đi. Cô lập tức quay đầu xe đuổi theo. Kết quả lại mất dấu Isabella trong một rừng cây. Cô đi tìm mẹ chồng lý luận. Vì sao lại để Isabella chạy mất? Mẹ chồng cũng rất bất lực. Isabella không làm sai chuyện gì. Không có lý do lại đi hạn chế tự do thân thể của Isabella. Ngược lại thì vấn đề của cô rất lớn. Bà nghe Isabella nói cô lắp camera ẩn trong nhà. Còn ra tay với Isabella. Cô nói sự thật cho mẹ chồng biết. Con người sao có thể chết đi sống lại? Nếu như cô thật sự đã nhìn thấy Joe thì thi thể mà mẹ chồng đã nhận là ai? Người bọn họ cùng nhau chôn cất là ai? Rõ ràng là tinh thần cô có vấn đề. Cô rất bất lực. Bằng chứng duy nhất đã bị Isabella cầm đi. Không thể chứng minh điều mình mắt thấy tai nghe. Quan điểm khác nhau, chẳng nói thì hơn. Nếu đã không tin cô thì cô sẽ tự mình điều tra. Vừa về đến nhà, Kias đã tìm đến. Kết quả kiểm tra đường đạn đã có. Quả nhiên có chút ngoài dự đoán. Nó không chỉ trùng khớp với khẩu súng đã sát hại Joe, mà còn trùng khớp với khẩu súng đã sát hại chị cô, Kê. Hai vụ án tưởng chừng như không liên quan lại đột nhiên có liên quan đến nhau. Kias không thể không dò xét lại từ đầu. Khi Claire bị hại, cô đang thực hiện nhiệm vụ ở nước người. Vậy thì có thể loại trừ khả năng tình nghi của cô. Lúc đó cô từng nghi ngờ anh rể, nhưng anh rể có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Suy xét đến quan hệ của hai người, Kias quyết định bắt tay từ phương diện gia đình. Theo như cô biết, Claire thành thạo điều chế thuốc, làm việc cho doanh nghiệp của gia đình Joe. Tuy hai người có qua lại nhưng không đến mức ngoại tình. Còn về việc từng đắc tội với ai, có kẻ thù chung nào, thì không phải là điều mà cô có thể biết được. Cô đột nhiên nhớ đến bạn thân Eva. Eva thường gặp Claire, nói không chừng cô ấy biết gì đó. Cô vốn chỉ ôm tâm lý muốn thử xem, không ngờ lại thật sự có manh mối. Mấy tuần trước khi Claire bị hại, lúc hai người đang ăn cơm với nhau thì điện thoại của Claire vang lên. Sau đó sắc mặt thay đổi rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tuy cô không nghe thấy là nói gì nhưng nhìn trạng thái của Claire, hình như là rất kích động, giống như đang cãi nhau với người khác vậy. Quan trọng nhất là đó không phải là chiếc điện thoại thông minh mà Claire thường hay dùng, mà là một chiếc điện thoại khá lỗi thời. Maya lập tức bùng nổ. Vì sao bây giờ mới nói? Dùng điện thoại bí mật cãi nhau với người đó xong,
ngay sau đó bị súng bắn chết. Hai chuyện này nhất định có liên quan. Eva vội vàng giải thích. Lúc đó cô không nghĩ quá sâu, tưởng rằng Claire ở bên ngoài có người khác, sợ nói ra sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cô không có thời gian tranh luận với Eva mà lập tức lao đến nhà Claire. Cô nhớ rằng Claire luôn hút thuốc sau lưng người nhà. Thuốc được giấu trong cái ô vuông bí mật trong phòng. Mở ra thì không chỉ có thuốc mà còn có chiếc điện thoại bí mật đó. Đúng lúc anh rể Eddie đi đến, cô nói cho Eddie biết tình hình. Không ngờ Eddie đột nhiên mất kiểm soát, bảo cô giao chiếc điện thoại ra, đồng thời thừa nhận tình cảm của mình và Claire xuất hiện vấn đề. Mỗi lần muốn thân mật, Claire đều uyển chuyển từ chối. Điều này như đang ám chỉ với anh ta rằng Claire và Joe có chuyện gì đó. Eddie yêu cầu chiếc điện thoại, không được thì chuẩn bị cướp. Kết quả lại bị Maya xuất thân quân nhân quật ngã ngay lập tức. Một bên khác, Kies cũng nghi ngờ Claire và Joe có gì đó. Maya luôn ở nước ngoài, không hiểu tình hình là rất bình thường. Nếu như động cơ là ngoại tình thì Maya và Eddie bị tình nghi nhiều nhất. Nhưng hai người đều có bằng chứng ngoại phạm. Kies đột nhiên nảy ra một ý. Nếu như thuê hung thủ giết người thì tất cả đều có lý. Vấn đề là hai người phát hiện mình bị cắm sừng bằng cách nào. Ông đột nhiên nhớ đến Isabella. Cho dù công việc bảo mật của Joe có tốt nữa cũng khó tránh việc lộ ra sơ hở. Bị Isabella ở nhà chăm sóc con gái phát hiện, ông lập tức đi tìm Isabella để hỏi. Đầu tiên là vấn đề xung đột với Maya. Vì sao lại phải xịt hơi cay? Vì sao phải mang thẻ nhớ đi? Isabella đổ lỗi cho Maya. Nói Maya đột nhiên phát điên lên, nói rằng nhìn thấy Joe trong camera. Sau đó thì đánh cô ta. Cô ta bất đắc dĩ mới dùng bình xịt hơi cay để đánh trả. Cô ta từng xem qua camera. Hoàn toàn trống không, không có cái gì hết. Còn về thẻ nhớ thì cô ta càng không biết. Lúc đó cô ta chỉ biết chạy trốn. Nào có thời gian đi lấy thẻ nhớ. Kies chuyển đề tài câu chuyện, hỏi xem quan hệ giữa Joe và Claire có phải là ngoại tình hay không. Cô ta lập tức phủ nhận. Joe là một người rất trung thủy. Ở nhà thường xuyên nhắc đến Maya. Trước giờ chưa từng nhắc đến người phụ nữ khác. Chỉ đáng tiếc là đã trao lầm người. Maya hoàn toàn không xứng với Joe. Nghe ý của cô ta hình như có suy nghĩ không nên có với Joe. Cộng thêm thân phận bảo mẫu của cô ta có thể dễ dàng tiếp xúc với súng trong nhà. Lẽ nào là cô ta giết người? Cùng lúc đó, Maya sạc pin điện thoại. Cô lướt xem lịch sử cuộc gọi, tra ra được số điện thoại khả nghi nhắm vào câu lạc bộ trò chơi điện tử. Cô đến tìm quản lý hỏi thăm tin tức, nhưng quản lý lại không hề nhớ ra Claire, cũng không quen Joe. Điều này rất kỳ lạ. Mấy tuần trước khi Claire xảy ra chuyện đã gọi mười mấy cuộc điện thoại đến đây. Nếu như nói chưa từng đến thì quỷ cũng không tin, nhưng quản lý nhất quyết nói là không quen. Camera cũng là hai tuần xóa một lần. Manh mối cứ như vậy mà đứt đoạn. Thấy sắc trời đã dần tối, cô đến nhà trẻ đón con. Không còn cách nào khác, Isabella bỏ gánh không làm. Cô lại không có thời gian chăm sóc con, chỉ có thể gửi đến đây. Trước khi đi, cô phát hiện một chiếc xe khả nghi. Chiếc xe này đã xuất hiện lần thứ hai rồi. Hình như là đang theo dõi cô. Cô nhờ đồng nghiệp xin điều tra thông tin của chiếc xe. Nó được một công ty vỏ bọc thuê. Đây là cách ẩn danh quen thuộc. Rất khó để điều tra được manh mối. Hôm nay là ngày tuyên đọc di chúc của Joe. Trước khi hai người kết hôn đã thỏa thuận, phần lớn tiền đều để trong quỹ ký gửi để lại cho con gái. Cô gần như không được phân di sản gì. Có điều là vợ, trường hợp này vẫn phải tham gia một chút. Thành viên gia đình Kies đã có mặt đông đủ. Luật sư đột nhiên tuyên bố phải để lùi thời gian lại một lát, bởi vì vẫn chưa lấy được giấy khai tử của Joe. Chị gái cả bên chồng, Caroline đột nhiên đến tìm cô tâm sự. Nhiều năm về trước, em trai Andrew chết trong một vụ tai nạn. Người ta nói là không cẩn thận ngã xuống du thuyền, nhưng thực ra là tự mình nhảy xuống. Chuyện này cô từng nghe Joe nói. Lúc đó tuy đã tìm thấy thi thể nhưng vì Caroline tuổi nhỏ nên không cho cô tự mình xác nhận. Caroline vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy Andrew chưa chết. Hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện ảo giác, có thể nhìn thấy bóng dáng của Andrew. Bây giờ Joe xảy ra chuyện, lại là chưa có giấy khai tử, lại là không xác nhận thi thể. Caroline chi rằng chuyện này có điều kỳ lạ. Nghe nói cô nhìn thấy bóng dáng Joe ở trong camera. Người khác không tin, Caroline tin. Quyết định cùng điều tra với cô. Đầu tiên là nói cho cô biết một bí mật. Gia tộc có một tài khoản tư nhân. Caroline tra qua lịch sử giao dịch. Ngày mùng 10 hàng tháng đều sẽ chuyển cho Kies một khoản tiền. Cô lập tức đi tìm mẹ chồng đối chất. Kết quả mẹ chồng lại hỏi một không biết ba. Em trai ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vội vàng kéo cô sang một bên, bảo cô đừng làm phiền người mẹ vừa mới mất đi con trai. Đối với chuyện chuyển tiền cho Kies thì em trai chưa từng nghe nói đến. Một bên khác, cháu trai và cháu gái nhàn rỗi không có việc gì làm đã thu dọn di vật của mẹ. Bất ngờ phát hiện một chiếc máy ảnh phim, nghĩ rằng bên trong có ảnh ngày trước, có thể rửa ảnh ra để hồi ức lại. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Trong đó có một bức ảnh Claire mang thai, nhưng thời gian lại là năm 2003, không phải là năm hai đứa ra đời. Xem tiếp thì có một bức ảnh của một người đàn ông xa lạ. Xem ra trước khi Claire lấy Eddie đã từng trải qua một mối tình. Còn bức ảnh này là Claire đứng trước hoa hướng dương. Con trai đột nhiên nhớ đến một chuyện. Có người từng để đặt hoa hướng dương trước mộ Claire.
Bên trên còn có một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp. Em là chân ái của đời tôi. Nhưng lại không ký tên. Lúc đó con trai cũng không nghĩ nhiều. Tưởng rằng là người bạn nước Pháp nào đó của Claire để lại. Bây giờ xem ra chắc hẳn là người đàn ông trong bức ảnh. Hai người cha ra đó là CEO của một công ty công nghệ tên Dosman. 8 tháng trước được điều đến đây. Đúng vào lúc trước khi Claire qua đời. Chuyện này quá trùng hợp. Hai người lập tức nghi ngờ về cái chết của mẹ. Phía chính phủ tuyên bố rằng cô phản kháng trong lúc trộm đồ nên bị bắn chết. Nhưng nhà bọn họ không có thứ gì đáng tiền. Vì sao mẹ phải liều chết phản kháng chứ? Trước kia vẫn luôn không hiểu. Bây giờ xem ra có thể là có liên quan đến ông CEO Dosman này. Nghe con không sợ cọp. Hai người lập tức đến tìm Dosman. Dosman vừa nhìn đã nhận ra hai người. Có điều ở đây không tiện nói chuyện. Ông ta đưa cho hai người một địa chỉ. Hẹn tối đến gặp mặt để trao đổi chi tiết. Cùng lúc đó, Maya cũng phát hiện ra một điểm đáng nghi. Một giờ chiều câu lạc bộ mới bắt đầu mở cửa. Nhưng những cuộc điện thoại mà Claire gọi đi cơ bản đều vào buổi sáng. Nhân lúc câu lạc bộ còn chưa mở cửa, cô quyết định đi thử vận may. Maya vừa đến cửa đã ngây người. Chiếc xe theo dõi cô lại dừng ở dưới lầu. Cô không đánh rắn động cỏ mà lặng lẽ đặt máy theo dõi, sau đó nhờ Sen khóa chặt vị trí. Trong quá trình làm việc, Sen báo cáo tiến độ. Máy theo dõi đột nhiên mất tác dụng. Vị trí xuất hiện cuối cùng cách cô không xa. Cô mượn công việc, điều khiển trực thăng tìm kiếm chiếc xe đó. Rất nhanh đã khóa được mục tiêu. Nhưng cây cối rậm rạp, tầm nhìn hạn chế. Trong nháy mắt lại mất dấu mục tiêu. Cô lập tức lựa chọn hạ cánh, đi bộ tìm kiếm xung quanh. Không bao lâu đã tìm thấy chiếc xe đó. Đột nhiên dưới chân loạng choạng một cái. Ngay lập tức bị khống chế. Khi chủ xe xuất hiện, cả người cô đều ngây ra. Đây chính là phóng viên chuyên nạo vét đủ loại scandal. Người đời tặng cho biệt danh kẻ tố giác. Từng hại cô bị đuổi khỏi quân ngũ. Đây là một câu chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng. Lúc đó khi cô đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, cô hạ lệnh khai hỏa vào mục tiêu là chiếc xe. Kết quả là tình báo có sai sót, đã nổ chớt dân thường. Corey đăng bài báo và video lên công kích cô, khiến cô phải gánh chịu tiếng xấu là tội phạm chiến tranh. Vậy thì vấn đề đến rồi. Vì sao Claire lại liên lạc với Corey? Thực ra là vì tốt cho cô. Claire chủ động liên lạc với Corey để ngăn cản âm tần bị công khai. Bên trong có giọng nói cô ra lệnh khai hỏa. Một khi truyền ra ngoài, cô vĩnh viễn không trở mình nổi. Có điều thiên hạ làm gì có bữa cơm trưa miễn phí. Cái giá là Claire phải giúp Corey đào được một ít scandal, nhất là có liên quan đến công ty của gia tộc Joe. Rất nhanh, Claire đã có phát hiện. 26 năm qua, công ty luôn chuyển tiền cho một người tên là Tommy Dark. Dưới tên của Tommy có một công ty bảo mật vẫn luôn phục vụ cho một công ty vận chuyển. Nhìn qua thì hình như không có liên quan gì. Nhưng chính vì điều tra cái này nên Claire mới bị hại. Sau này Joe cũng tham gia vào. Bị sát hại dã man vào mấy ngày trước khi hẹn gặp mặt với Corey. Cô phải liên thủ với Corey. Cùng nhau điều tra chuyện này đến cùng. Trước khi đi, Corey nhắc nhở cô. Nếu như điện thoại có cuộc gọi nhỡ của câu lạc bộ, thì đó chính là ý muốn gặp mặt. Cô lập tức đi tìm Tommy. Kết quả người này không ở công ty, cũng không ở nhà. Chuyện trên phương diện công việc, vợ anh ta chưa từng hỏi qua. Lại càng không biết về quan hệ với gia tộc Joe. Tuy không có thu hoạch gì nhưng từ những manh mối có được cho đến nay, chắc hẳn là có liên quan đến cái chết của Andrew. Cô nhờ Sen điều tra quá khứ của Tommy. Tối đó cô ngủ sớm. Kết quả lại nằm mơ thấy ác mộng. Lúc tỉnh lại phát hiện con gái không thấy đâu. Sau đó Maya nghe được tiếng khóc. Cô lập tức mở tủ vũ khí ra, đeo găng tay đen lên. Lấy khẩu súng lục Glock 17 đường kính 9mm giấu trong hộp bí mật ra. Kết quả lại là sợ bóng sợ gió. Còn ở trong lòng của Sen. Sen vừa gọi điện vừa gõ cửa. Cô đều không hề có chút phản ứng nào. Lúc xông vào thì cô đang la hét. Con trốn sau sofa khóc. Nửa đêm anh đến tìm cô là vì chuyện điều tra Tommy đã có kết quả. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của cô. Lúc Andrew xảy ra chuyện, Tommy là thuyền trưởng của du thuyền đó. Tiền nhận được từ gia tộc Joe chắc hẳn là phí bịt miệng để che đậy vụ tự sát của Andrew. Cô nói thật với Sen. Cô đã nhìn thấy Joe trong camera. Sen giúp cô phân tích một chút. Camera là cô tự lắp đặt. Không có mấy người biết, cho nên không lừa được ai. Nhưng cái chết của Joe có thể ngụy trang. Tìm hai tay đi xe mô tô, diễn một màn kịch cướp của giết người. Ngụy tạo báo cáo khám nghiệm tử thi. Điều này đối với người có tiền mà nói rất đơn giản. Giấy khai tử chậm chạp chưa có cũng chứng minh cho chuyện này. Vậy thì vấn đề trở nên đơn giản rồi. Là ai lên kế hoạch cho cuộc tập kích này? Là bản thân Joe và những người khác. Một bên khác, Jan và Abby đến nơi hẹn. Để an toàn, Jan ở lại bên ngoài canh chừng. Abby một mình đi vào. Tommy bắt đầu kể lại quá khứ. Tình cờ gặp Claire ở Pháp, sau đó lâu ngày sinh tình. Sau đó đối phương muốn về nước và đề nghị chia tay. Tuy ông có chút không nỡ nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ông ta muốn buông tay. 20 năm qua ông ta chưa từng từ bỏ tìm kiếm Claire. Công ty chuẩn bị phát triển ở đây. Ông ta được điều đến đây mở rộng kinh doanh. Tình cờ biết được tin người trong lòng đã chết, nên mới đến tặng hoa để tưởng niệm tình yêu đã mất. Nhưng Abby lại không tin, luôn cảm thấy ông ta có điều che giấu. Cho dù thật sự như ông ta nói thì chuyện mang thai giải thích thế nào? Vừa dứt lời,
Abby lập tức biết mình đã gây họa rồi. Ông ta không hề biết chuyện mang thai. Abby không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, lập tức lựa chọn rời đi. Bên kia cũng không nhàn hạ, đã tìm được điểm đột phá mới. Hộ gia đình gần công viên có chuông cửa camera. Hôm xảy ra vụ án có quay lại được xe mô tô và biển số xe. Điều này chứng tỏ Maya không nói dối. Sau khi tra được người đăng ký và địa chỉ, Kies lập tức xuất phát, đưa người về điều tra. Trùng hợp thay, đây là huấn luyện viên bóng đá của Abby. Anh ta khai chiếc xe đã bị đánh cắp một tháng trước, pin. Vậy thì thật kỳ lạ. Vì sao bị đánh cắp mà không báo cảnh sát? Hơn nữa trên xe có một ký hiệu con chuột. Vừa nhìn đã biết không phải phong cách của anh ta. Nếu không đoán nhầm thì chiếc xe là do con trai anh ta lái. Anh ta chọn giữ im lặng, chỉ có thể thả người trước. Xong rồi lại tìm con trai anh ta nói chuyện. Kết quả là anh ta vừa ra khỏi đồn cảnh sát đã lên xe công ty của gia tộc Joe. Kies đi theo đến trường học. Bên trợ lý gửi tin đến. Khi Joe bị hại, bằng chứng ngoại phạm của Eddie không hợp lệ. Nhưng giờ Kies không có thời gian quan tâm chuyện này. Tiếp tục theo dõi Finn. Finn trốn trong phòng làm việc chuẩn bị gọi điện thoại. Kies ở ngoài cửa quan sát, phát hiện tấm ảnh chụp chung của anh ta và Joe. Còn từng giành được giải huấn luyện viên xuất sắc nhất trong trận đấu vòng tròn do công ty nhà Joe tổ chức. Lúc này, bệnh cũ của anh đột nhiên tái phát. Anh ngã ra đất không thể cử động. Đợi đến khi tỉnh lại, Finn sớm đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, vợ của thuyền trưởng Tommy có một phát hiện quan trọng. Bà gọi Maya đến. Bà tìm được một phần ghi chép chuyển khoản. Công ty lớn mỗi tháng đều sẽ chuyển vào gần 300 triệu. Quan trọng nhất là Tommy đã 6 tuần không về rồi. Maya lập tức đi tìm mẹ chồng, chất vấn về chuyện năm đó xảy ra trên du thuyền. Câu trả lời của mẹ chồng rất ngắn gọn. Trong lúc tiệc tùng ở trên thuyền, Andrew đã uống quá nhiều rượu. Khi đứng trên boong tàu hít thở không khí thì vô tình ngã xuống. Maya không tin, lúc đó Joe cũng ở hiện trường. Tận mắt nhìn thấy Andrew tự mình nhảy xuống. Và lại, nếu như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, vì sao 20 năm qua vẫn luôn hối lộ tiền cho Tommy? Bây giờ lại giở trò cũ, hối lộ Kies điều tra vụ án của Joe. Mẹ chồng không thừa nhận bên Kies. Bên Tommy, mẹ chồng chỉ có thể nói là vì vẻ vang của gia tộc. Cây cao đón gió, cái chết của Andrew khó tránh khỏi có người dắp tâm lợi dụng. Maya không có được kết quả mong muốn, chạy đi tìm Corey nhờ giúp đỡ, muốn tìm được tung tích của Tommy nhanh nhất có thể. Nếu không manh mối này sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Không lâu sau, Jan và Abby ngả bài với Maya. Nếu như bọn họ có anh trai hoặc chị gái chưa từng gặp mặt, rất có thể sẽ trách mẹ vứt bỏ mình, từ đó ra tay rớt người. Khi Claire ở Pháp, tình cờ gặp gỡ với Dosman, Maya cũng ở đó. Bây giờ chỉ có cô biết chân tướng năm đó. Sau khoảng do dự ngắn ngủi, cô nói với hai đứa rằng đúng là có một người anh trai cùng mẹ khác cha. Bây giờ chắc đã 19 tuổi rồi. Sau khi trấn an hai đứa nhỏ, Maya về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Eva chạy đến kể khổ. Chồng trước của Eva là một tên vô cùng biến thái, chụp trộm cảnh thân mật của cô và bạn trai mới. Câu nói này đã đánh thức Maya. Nếu như có thể hack camera thì có phải cũng có thể cắt ghép video không? Vậy Joe mà cô nhìn thấy có thể là giả. Có người muốn dùng cách này để dụ cô vào ván cờ, hoặc là muốn chơi đùa cô. Cô lại tìm Sen nhờ giúp đỡ. Sen cẩn thận tìm kiếm một hồi. Trong nhà không có thiết bị nghe lén, mạng Internet cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập, loại trừ khả năng camera bị hack ra. Lúc này, Kies tìm đến nhà cô. Chủ yếu là có hai chuyện. Một là hỏi cô có từng gặp con trai của Finn chưa? Hai là muốn tìm hiểu quan hệ của Joe và Finn. Lúc đó trời quá tối, hung thủ lại che mặt. Cô không thể chắc chắn con trai của Finn có tham gia trong đó không? Câu hai thì dễ trả lời hơn. Cháu gái cô Abby ở trong đội bóng đá của Finn. Để động viên, Joe đã tài trợ một ít mang tính tượng trưng. Sau khi tạm biệt Maya, Kies lại đến tìm Eddie hỏi chuyện. Khi Joe bị hại, anh ta khai là ở trong phòng gym, nhưng lại ở trên xe với một người phụ nữ. Anh ta chỉ có thể thẳng thắn để được khoan hồng. Anh ta vốn muốn đến phòng gym, nhưng vừa đến bãi đỗ xe thì xe của người phụ nữ đó chớt máy, còn chủ động quyến rũ anh ta. Anh ta không cưỡng lại được cám dỗ nên đã lái xe đưa người phụ nữ đó về nhà. Có điều ở giây phút cuối cùng đã tìm lại được lý trí, sau đó tìm một quán bar uống rượu giải sầu. Sở dĩ anh ta nói dối chuyện này là vì sợ ảnh hưởng không tốt đến con. Một bên khác, Abby đăng DNA của mình lên mạng, muốn thông qua cách này để tìm anh trai. Rất nhanh, cô đã nhận được tin nhắn. Thế nhưng sau khi gặp mặt thì lại vô cùng sợ hãi. Không ngờ đối phương lại chính là nhân viên công tác của đội bóng. Lẽ nào cậu vẫn luôn theo dõi cô? Louis vội vàng giải thích. Chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Lần đầu tiên gặp mẹ là ở quán cà phê. Mẹ thường nhắc đến hai đứa. Cậu cũng rất muốn nhanh chóng nhận nhau, nhưng lại không biết nên dùng cách gì. Ban đầu cậu làm việc ở trung tâm thể thao. Đúng lúc đội bóng đá tuyển người nên mới quyết định qua xem thử. Cậu có biết một chút về cái chết của mẹ. Khi đó mẹ đưa cậu đến một ngôi trường quý tộc rất kỳ lạ, còn bảo cậu giả vờ là mình muốn đi học, giống như là đang thực hiện nhiệm vụ bí mật gì đó. Lúc đó cậu mơ mơ hồ hồ, định bụng rằng ngày hôm sau sẽ tìm mẹ hỏi cho rõ. Kết quả mẹ bị sát hại dã man. Abby vội vàng nói chuyện này cho Maya. Trường học quý tộc là một manh mối quan trọng.
Maya vốn định hỏi mẹ chồng nhưng lại bất ngờ phát hiện ra Caroline. Điều này vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng mẹ chồng nói Caroline đi bệnh viện rồi. Sao lại ở nhà chứ? Hành động của Caroline cũng rất khác thường. Nhìn thấy cô là quay đầu chạy. Cô đuổi theo lên tầng 2 tìm kiếm. Kết quả không tìm được người. Ngược lại phát hiện huy hiệu của trường học quý tộc. Lần này thì không cần phải hỏi mẹ chồng nữa. Cô lập tức để con lại đây, lao đến trường học quý tộc. Khi đến phòng làm việc của hiệu trưởng lại vô tình phát hiện ảnh chụp của Andrew. Người của nhà Joe hình như đều từng học ở đây. Sau khi nhìn thấy hiệu trưởng, cô đi thẳng vào vấn đề. Mục đích Claire đến đây là gì? Vì sao hôm sau lại bị sát hại dã man? Hiệu trưởng vừa bắt đầu đã chơi ba không? Không biết, không rõ, không hiểu. Nếu rượu mời đã không uống thì chỉ có thể bưng rượu phạt lên vậy. Nhà Joe là nhà tài trợ lớn nhất của học viện. Nếu như hiệu trưởng không chịu phối hợp thì cô sẽ đề nghị mẹ chồng dừng tài trợ. Hiệu trưởng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Claire lấy danh nghĩa đưa con trai đến nhập học để hỏi về tình hình của một học sinh. Học sinh đó tên là Theomora, qua đời 25 năm trước. Năm đó đội bóng đá giành chiến thắng áp đảo. Cả đám chạy đến quán bar chúc mừng. Đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện Theo đã tử vong vì ngộ độc rượu. Nếu không nhớ lầm thì hôm đó là ngày 8 tháng 6. Ngày Andrew xảy ra chuyện vừa hay là 6 tuần sau. Chuyện này không thể là trùng hợp. Giữa hai chuyện nhất định có liên quan. Hiệu trưởng không phủ nhận. Năm đó ông ta là thầy giáo dạy toán, giỏi nhất là xác suất. Hai nam sinh cùng một trường nối tiếp nhau qua đời. Xác suất này rất rất nhỏ, nhưng không thể nói là hoàn toàn không có. Nếu như thêm cùng một học kỳ và cùng một đội bóng, cùng với việc hai người là bạn tốt nhất, vậy thì xác suất trùng hợp chính là con số 0. Cái chết của hai người nhất định có liên quan. Hiệu trưởng hồi tưởng lại, lúc đó người cùng lên thuyền với Andrew, cùng một nhóm với Theo xảy ra chuyện tối hôm đó, trong đó bao gồm cả Joe. Cô cảm thấy Theo là một điểm đột phá, lập tức đến tìm người nhà anh. Đối phương vẫn không chấp nhận tuyên bố uống rượu quá chén, vì Theo chưa từng uống rượu. Nhưng không còn cách nào khác, người có tiền bao che cho nhau. Chân tướng như đá chìm đáy biển. Có điều người nhà có ấn tượng rất tốt với Andrew và một học sinh tên là Swan. Hai người rơi nước mắt trong tang lễ. Có thể nhìn ra là thật lòng. Không lâu sau, Andrew xảy ra chuyện. Có người nói là ngoài ý muốn. Cũng có người nói là quá đau lòng. Dù sao thì đau lòng nhất định sẽ không khiến một cậu bé nhảy xuống biển. Mà chỉ có cảm giác tội lỗi. Câu chuyện dần có manh mối. Cái chết của Joe và Claire không phải là bên Theo báo thù, mà chính là sự che giấu của mẹ chồng. Vừa từ nhà Theo ra ngoài, Corey đã hẹn Maya gặp mặt. Bên Tommy đã có phát hiện, có một khoản tiền thuê kho chưa thanh toán, đã kéo dài một tháng rồi. Hai người nhân lúc trời tối đến nhà kho. Bên trong có một cái tủ lạnh lớn. Mở ra nhìn, không ngờ lại là Tommy đã mất tích. Corey không tiện lộ diện, chỉ có thể để Maya đi báo cảnh sát. Nói là có người gọi điện thoại nặc danh bảo cô đến đây gặp Tommy, nhưng không nói là gặp thi thể. Sau khi giao hiện trường cho cảnh sát, cô chạy đi tìm Eddie hỏi về tình hình của Swan. Khi còn sống, có thể Claire đang tìm người này. Đáng tiếc là Eddie chưa từng nghe Claire nhắc đến. Trong tay cô chỉ có một tấm ảnh chân dung là manh mối liên quan đến Swan. Tuy Eddie không nhận ra người này nhưng nhận ra cảnh sau lưng. Đó là một nơi rất sang trọng, cũng là nơi tụ tập của người có tiền. Cô lập tức đến đó, tìm được số nhà trong hòm thư. Nhưng gõ cửa lại không có ai trả lời. Hàng xóm đi qua nói với cô rằng con người Swan thích uống rượu chơi thuốc. Nếu không ở nhà thì là bị đưa đến trại cai nghiện rồi. Cô về nhà dỗ con ngủ. Eva đột nhiên gọi điện thoại đến nói là đã gặp Joe, còn giúp anh chuyển lời. Nhưng còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp máy. Cô vội vàng gọi lại. Kết nối được nhưng đối phương lại không nói chuyện. Cô đã liên tưởng đến cảnh tượng ở bên đó. Đáng tiếc là không thể phân thân ra được. Không thể bỏ lại con không lo. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đưa con đến chỗ Eddie. Kết quả lại bị Kies ngăn lại. Kies tìm được một đoạn video giám sát ở cây xăng. Phát hiện không phải cô đi đến nhà kho một mình. Hơn nữa còn tìm được vết máu của Tommy ở cốp xe của cô. Thời gian đó cô đều hành động một mình. Chỉ có Corey từng tiếp xúc với xe của cô. Hơn nữa kho cũng là Corey dẫn cô đi. Vừa nghĩ đến mình bị lợi dụng, cô lập tức trả lời tất cả. Nhưng nói miệng không có chứng cứ, phải tìm được Corey tiến hành đối chất. Cô tạm thời có thể rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng không thể rời khỏi thành phố này. Sen đến đón cô, tiện thể mang đến manh mối của Swan. Một tuần trước bị sờ gáy khi lái xe trong lúc say. Hơn nữa còn không phải là lần đầu tiên. Nhưng kỳ lạ là không có hồ sơ vụ án, không có ghi chép ngồi tù. Có lẽ thật sự giống như những gì hàng xóm nói. Anh ta đã bị đưa vào trại cai nghiện rồi. Nhưng vấn đề là nơi đó ở đâu? Cô đi tìm mẹ chồng hỏi thăm. Nói là có một người bạn có tiền, đang tìm một trại cai nghiện có điều kiện tốt. Công tác bảo mật hoàn hảo và không để lại ghi chép. Mẹ chồng cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đưa cho cô một địa chỉ. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không vào được. Mẹ chồng sẽ chào hỏi trước. Trên đường đến trại cai nghiện, Sen đột nhiên gọi điện thoại đến. Hẹn cô gặp mặt nói mấy câu. Cô nói là mình đang ở nhà chăm con, tạm thời không rút ra được. Không hề biết Sen đang ngồi trên sofa nhà cô. Cô mượn danh nghĩa mẹ chồng, thuận lợi tiến vào trại cai nghiện. Swan quả nhiên ở đây. Cô vào thẳng vấn đề. Năm đó trên du thuyền đã xảy ra chuyện gì?
Sau một khoảng ngây người ngắn ngủi, Swan nói ra một sự thật bất ngờ. Cái chết của Andrew không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải là tự nhảy xuống, mà là bị Dre rớt chết. Tất cả những chuyện này phải nói từ theo. Theo không xuất thân danh môn như bọn họ mà dựa vào thiên phú để vào trường. Không những đá bóng giỏi mà ở phương diện nào cũng là sự tồn tại hàng đầu, khiến Dre cảm thấy uy hiếp. Đầu tiên chỉ là một trò đùa. Dưới sự lãnh đạo của Dre, bọn họ đeo mặt nạ trêu chọc theo, trói cậu lên ghế. Lúc đó anh ta mềm lòng, cố ý cột dây thừng rất lỏng, nhưng lại bị Dre phát hiện, cột chặt dây thừng lại. Sau đó Dre lấy một cái phễu ra cắm vào trong miệng theo, mấy chai rượu xuống bụng. Theo bắt đầu co giật, nhưng Dre lại không để tâm, tiếp tục rót vào trong miệng cậu. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì Theo đã không còn hô hấp. Anh ta và Andrew vừa hối hận vừa tự trách, vẫn luôn bị cảm giác tội lỗi dày vò. 6 tuần sau, mấy người bọn họ lên du thuyền. Andrew đột nhiên tuyên bố muốn tự thú, bị Dre tạm thời ép xuống. Sau đó mấy người xuống dưới nghỉ ngơi. Andrew một mình chạy lên boong tàu, Dre đi lên theo. Sau đó ủng một tiếng, Andrew đã rơi xuống nước. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vẫn luôn trốn chui trốn nhủi, chỉ sợ sẽ theo bước Andrew. Đến tận không lâu trước đó, Dre qua đời. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Maya sau khi biết được sự thật có hơi chấn động, không ngờ người bên gối lại là người độc ác như vậy. Một bên khác, Kears phát hiện ra một chuyện. Viên đạn sát hại Claire từng được xin mượn một khoảng thời gian. Lúc này, máy tính của đồn cảnh sát bị hacker tấn công. Anh lập tức ý thức được là Corey, trợ lý đã vồ hụt ở chỗ câu lạc bộ. Anh vội vàng đến căn nhà gỗ trong rừng, thuận lợi bắt được Corey. Bên xe nhận được tin vội vàng thông báo cho Maya. Anh mượn đạn dựa trên sự ủy thác của Maya, mang đi kiểm tra đạn đạo. Hai người gặp nhau. Đầu tiên là nói về chuyện trên chiến trường. Lúc đó bộ binh bị tập kích. Maya và Sen ở trên không chi viện. Phía trước xuất hiện chiếc xe khả nghi. Nếu như là quân địch thì người bước xuống đều phải chết. Maya vẫn luôn đề nghị khai hỏa, nhưng ban chỉ huy muốn chắc chắn xem trên xe có dân thường hay không. Chậm chạp không hạ quyết định. Thấy chiếc xe càng lúc càng gần, cô đứng giữa bảo vệ đồng đội và liên đới bị thương. Cô đã lựa chọn đồng đội. Lập tức ngắt truyền tin của Sen, nói dối là ban chỉ huy cho phép khai hỏa. Sen cũng rất bất ngờ. Anh luôn tưởng là ban chỉ huy hạ lệnh. Chỉ có điều bị bại lộ nên mới khiến hai người thành kẻ chịu tội thay. Không ngờ là cô tự mình quyết định. Cô vào nhà vệ sinh bình ổn lại tâm trạng. Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn. Đang tiến hành định vị. Hóa ra khi đi tìm mẹ chồng đúng lúc gặp được chồng của Isabella, tiện thể đặt máy định vị lên xe anh ta. Từ đầu đến cuối, Isabella luôn là một điểm đột phá quan trọng. Cô lập tức xuất phát. Đợi sau khi Sen phản ứng lại thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Cùng lúc đó, Corey thú nhận mọi chuyện. Thuốc của công ty dược nhà Dre có vấn đề. Đã xuất hiện rất nhiều tai nạn chết người. Khi Claire giúp anh ta điều tra đã phát hiện chuyện còn nghiêm trọng hơn. Manh mối hướng về phía Tommy. Tiếc hai hai người đều đã bị hại. Cả người kia đều không được khỏe. Anh cũng đang uống thuốc của công ty nhà Dre. Gần đây bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn toàn ăn khớp với những gì Corey miêu tả. Anh đang buồn bã không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Thì trợ lý mang đến một tin tốt. Đã xác định được vị trí của con trai Finn. Hai người lập tức lao đến. Con trai Finn thấy vậy thì chạy lên trên mái nhà. Thấy không còn đường nào để chạy, chỉ có thể thành thật trả lời. Tối đó đúng là cậu ta có cướp túi ở công viên, nhưng tuyệt đối không rớt người. Người đi cùng cậu ta tên là Rambo, là bạn của bạn cậu ta. Sau tối đó thì không liên lạc lại nữa. Lúc này bệnh cũ của Kears tái phát, đứng có chút không vững. Cậu ta vội vàng lên giúp đỡ. Kết quả là Kears không sao nhưng cậu ta lại ngã xuống dưới. May mà không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Kears vẫn khó tránh khỏi số phận bị cách chức. Có điều nó không làm lỡ chuyện anh tiếp tục điều tra vụ án. Anh tìm đến Rambo, hỏi về tình huống tối đó. Lời khai của Rambo giống với con trai Finn. Chỉ cướp túi, không rớt người. Nhưng Rambo biết là ai rớt. Một bên khác, Maya cuối cùng cũng tìm được Isabella. Cô có súng trên tay, Isabella và chồng không dám lỗ mãng. Cô tìm được quần áo của Dre trong túi của Isabella. Cuối cùng Isabella cũng khai ra. Người xuất hiện trong camera không phải là Dre mà là chồng cô ta hoán đổi khuôn mặt. Sử dụng video trong đám cưới của cô. Hai người được mẹ chồng thuê. Mẹ chồng cho rằng cô đã nói dối về cái chết của Dre, muốn dùng cách này để ép cô phạm lỗi, lộ ra khuyết điểm. Cô vừa tống hai người vào cốp sau xe thì Sen đã đuổi đến. Tiếp tục vấn đề mà hai người còn chưa nói xong. Vì sao Claire và Dre lại chết dưới một khẩu súng? Chuyện đến nước này, cô cũng không giấu nữa. Dre là do cô rớt, còn Claire là do Dre rớt. Cho nên hai người chết dưới cùng một khẩu súng. Sau khi biết tin Claire chết, cô luôn rất nghi ngờ. Trong nhà không có thứ gì đáng tiền. Claire không đến mức phải liều mạng chống trả. Mà Dre vẫn luôn làm việc với Claire lại tỏ ra rất bình tĩnh. Một lần tình cờ, cô phát hiện khẩu súng lục trong tủ từng bị động đến. Bên trên còn để lại dấu vân tay. Trừ cô ra, chỉ có Dre mới có thể mở tủ. Bình thường cô sử dụng đều đeo găng tay. Cho nên chỉ có thể là Dre dùng. Cô giao viên đạn cho Sen. Sen cầm đi đối chiếu với viên đạn sát hại Claire. Kết quả hoàn toàn trùng khớp.
cô lập tức lật bài ngửa với Joe, hẹn anh đến công viên gặp mặt. Có điều cô đã có chuẩn bị từ trước. Đổi khẩu súng không thể dùng được bên ngoài với khẩu súng dùng được ở bên trong. Joe cầm khẩu súng không dùng được trong tủ đi. Còn cô thì cầm khẩu có thể dùng được ở bên ngoài. Quả nhiên Joe không làm cô thất vọng. Sau khi cô nói ra sự thật thì lập tức rút súng ra bắn. Đến giải thích cũng không giải thích. Vậy cô cũng không còn gì để do dự nữa. Lập tức báo thủ thay cho Joe. Lúc đến công viên nhìn thấy hai người lái xe mô tô. Cô ngụy tạo hiện trường thành cướp giật. Sau đó lớn tiếng kêu cứu. Đợi sau khi cảnh sát lao đến thì chuyển sự chú ý lên người kẻ lái xe mô tô. Nói đây là cướp của rớt người. Cô vốn đã làm không chút sơ hở. Nhưng vẫn hơi sơ suất. Tay lái tên Rambo ấy đúng lúc ở gần đó. Chính mắt nhìn thấy cô rớt người. Kies lúc này đã từ chỗ Rambo biết được người sát hại Joe là Maya. Kies lái xe của Maya, lập tức thông báo cho trợ lý. Trợ lý xác định định vị của chiếc xe, vội vàng gửi cho Kies. Xe đi về hướng nhà trẻ. Kies ngay lập tức lao đến. Kết quả trên xe lại là Eddie. Maya lúc này vừa về nhà. Lúc cô để chìa khóa xe xuống thì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hơn một tháng trước, Joe từng lái xe của cô. Mà Tommy cũng mất tích vào hơn một tháng trước. Nghĩ lại vết máu của Tommy trong cốp xe thì lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm Corey. Joe đã rớt Tommy, dùng xe của cô để vận chuyển thi thể. Sau đó lại phát hiện một chuyện khả nghi. Chồng Isabella đóng giả làm Joe cho cô xem. Còn dùng video trong hôn lễ của cô. Rõ ràng là biết sự tồn tại của camera. Cô không ngồi yên được nữa, chuẩn bị nợ cũ nợ mới tính hết một lần. Thế nhưng vừa ra ngoài đã bị Kies bắt giữ. Cô giải thích mọi chuyện với Kies. Hai người chia nhau ra hành động. Kies đi tập hợp với Corey. Cô thì đến chỗ mẹ chồng. Camera là bạn thân Eva tặng. Vậy thì bạn thân cũng là người của mẹ chồng. Cộng thêm sự phối hợp của người làm vườn và Isabella. Caroline cố ý để lộ manh mối mua chuộc Kies. Và cuộc điện thoại sau đó của Eva. Tất cả đều do mẹ chồng sắp xếp. Muốn ép cô thừa nhận đã rớt Joe. Vì sao mẹ chồng lại nghi ngờ cô? Bởi vì biết Joe đã rớt Joe. Cô có động cơ rớt hại Joe. Caroline biết được chân tướng có chút sụp đổ. Mẹ chồng vội vàng giải thích. Claire đã ăn cắp bí mật thương mại, chuẩn bị công khai ra bên ngoài. Đây là đang khiêu chiến với cả gia tộc. Sao mẹ chồng có thể khoanh tay đứng nhìn được? Cô có chút bái phục khả năng bóp méo sự thật của mẹ chồng. Cái gì gọi là bí mật thương mại? Là thuốc có tác dụng mạnh sao? Không, chuyện này có người đang điều tra. Thứ Claire phát hiện là một bí mật khác. Từ học viện quý tộc trở đi, trên tay Joe đã nhuốm đầy máu tươi. Trước là Theo, sau là Andrew. Đến cả Tommy cũng chết trên tay Joe. Mẹ chồng bày ra dáng vẻ chẳng hề gì. Dù sao thì người chết không làm chứng được, cô có thể làm được gì? Cô đúng là không thể làm được gì. Nhưng bí mật của công ty dược phẩm có thể hủy diệt cả gia tộc. Mẹ chồng cuối cùng cũng thỏa hiệp, đề nghị một bên lùi một bước. Thủ lớn của cô đã báo, dừng lại ở đây đi. Mẹ chồng cũng không truy cứu trách nhiệm chuyện cô rớt hại Joe. Còn có thể đẩy vấn đề dược phẩm lên người Joe. Bóng gió là vì chuyện này nên Joe mới bị sát hại. Lúc cô đến có mang theo súng, có điều không định dùng mà đặt lên mặt bàn. Với thân thủ của cô, đối phó với đám tôm thối cá ưa này vẫn chưa phải dùng đến súng. Thế nhưng người em trai nhân lúc cô không chú ý, lén lút cầm khẩu súng lên báo thủ cho Joe. Cũng là vì vinh dự của cả gia tộc, trực tiếp nổ mấy phát súng về phía cô. Mà không hề biết đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Lần này cô đến đã mang theo hai thứ. Một là súng chuẩn bị cho người em trai này. Hai là camera bảo mẫu chuẩn bị cho cư dân mạng trên cả nước. Cảnh tượng vừa xảy ra đã được Corey livestream ra ngoài. Thứ chờ đợi cả gia tộc chính là ngồi tù mọt gông. Và sự phê phán, chỉ trích của rất nhiều người. Kies cũng rất bất ngờ. Maya chỉ nói ra kế hoạch livestream. Không nói cái giá phải trả là tính mạng cô. Nhưng ván đã đóng thuyền, đã không thể vãn hồi được nữa. Có điều nghĩ kỹ lại thì đây biết đâu lại là kết cục tốt nhất. Thay vì ngồi tù, để con gái trở thành con của tội phạm rớt người. Chi bằng hy sinh anh dũng, kéo cả gia tộc xuống làm đệm lưng. Như vậy đã là trả giá cho hành vi của mình, cũng là cống hiến cho xã hội rồi. Fume Ones đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã đón xem. Đừng quên nhấn like để theo dõi những phần hấp dẫn tiếp theo.